Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Vị trí hiện tại mình đang đứng đây là số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10. Thì trước mình cả nhà đây là ngôi chùa Giác Ngộ. Thì chùa Giác Ngộ này có tổng cộng là 7 tầng. Dưới tầng hầm là giữ xe và tầng 1 là chính điện thờ Phật. Tầng 2 là chánh điện Gác Lửng. Tầng 3 là thiền đường. Tầng 4 là hội trường thư viện và tầng 5 là hội trường phòng quỹ thực. Tầng 6 là phòng lưu niệm và tầng 7 cao nhất là thờ tháp Phật. 1946 là cư sĩ Trần Phú Hữu đã phát tâm xây dựng chùa trên khu đất là 695 m². Với mong muốn là những người có duyên tìm về chánh đạo. Thì lúc mới thành lập chùa chỉ có chánh điện nhỏ thôi cả nhà. Không gian chứa khoảng 80 Phật tử đến tu học. Đến năm 1956 thì cư sĩ Trần Phú Hữu đã giác ngộ và xuất gia lấy pháp danh là Thích Thiện Đức và đã hiến cúng đất và chùa cho Giáo hội Tăng già Nam Việt do Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm trị sự trưởng. Đến năm 60 cả nhà thì Hòa thượng Thích Thiện Hòa cũng đã cho xây dựng và trùng tu. Thì cho đến năm 2012 thì tiếp tục là trùng tu một lần nữa và đạt trùng tu kinh phí lên tới 20 tỷ và hoàn thành vào năm 2014. Và hiện tại là thầy Thích Nhật Từ làm chủ trì chùa cả nhà. Thầy Thích Nhật Từ cũng thường xuyên tổ chức những khóa tu ngắn hạn cũng như dài hạn tại ngôi chùa này và cũng có làm cái lễ làm lễ hằng thuận. Và đây là chánh điện của ngôi chùa, thì xung quanh tường được ốp rất là nhiều tượng Phật mạ vàng rất là đẹp cả nhà. Thank you.
không.